Hello, xin chào cả nhà nhé. Hôm nay Hoàng sẽ trải nghiệm cái con game mới. Game này nó có tên là Hyperform mọi người nhé. Con game này nó hỗ trợ chúng ta chơi game bàn phím chuột rất là ngon nha. Game này thì là nó nhái lại cái game gì mà của anh Bomman hay chơi ở trên PC ấy, của bọn Riot ấy, em quên mất rồi. Anh em nào biết thì comment xuống bên dưới cho em nha. Đó, ok chưa? Em có nhìn thấy cái nồi chơi của con game này, game FPS nhưng mà nó có cả skill với cả có cả tướng các thứ đấy. Nó gần giống như kiểu Liên Minh nhưng mà nó lại là game FPS đối kháng, bắn nhau đặt bom các thứ ấy, giống như kiểu là anh em chơi CS:GO ấy, rất là hay luôn. Thì cái game mà của bọn Riot ấy nó chuẩn bị ra rồi. Đấy thì anh em có thể tải con game này về để chơi nhé. Cái game của bọn Riot thì nó rất là nổi tiếng rồi, còn game này thì khả năng em nghĩ là nó sẽ không được nổi tiếng bằng đâu. Thì tương lai game bọn Riot ở ra ấy, thì chắc là game này lại ít người chơi. Đấy nên anh em có thể tải cái con game này về để chúng ta chơi, chúng ta tập luyện, rồi bao giờ Riot ở ra game chính thức thì anh em lại tải về chơi nhé. Con game này nó có sẵn ở trên App Store và Google Play thôi, anh em có thể tải về nhá. Đó, và đây là cái giao diện mắt phím của em nhé. Thì mắt phím của con game này nó rất là đơn giản thôi và nó không có bị mất chuột đâu. Mắt phím nó rất là đơn giản. Anh em hoặc có thể tham khảo cái mắt phím của em nhá. Mắt phím gần như thể là chúng ta mắt phím PUBG luôn. Nó còn dễ hơn cả mắt phím PC cơ. Mắt phím nó chỉ khoảng vài giây thôi, là khoảng 1-2 phút thôi là chúng ta có thể chơi được thôi. Anh em lưu ý là nhớ là dùng cho em cái này nhá. Đó, dùng cho em cái này này. Đây, cái này này. Ok chưa? Nhớ dùng cho em cái phương thức này nhá. Đó, và nhớ ấn cho em con mắt đi nhá. Kia con em mắt đi nha, thì dùng sẽ ok hơn nhá. Rồi, em sẽ đi vào chơi một trận cho các anh cùng xem là cái này nó chơi nó sẽ như thế nào, nó có ngon, nó có ok không rồi nhá. Đó, cái game này game bắn súng nhưng mà nó có là skill, có là tướng hai phết, nó lại còn đặt bom giống như kiểu chơi đột kích, mà là chơi CS:GO ấy, nó sẽ có những kiểu skin súng, skin dao các thứ đấy. Thì tương lai là làm mấy cái skill ý mà giao dịch được giống kiểu CS:GO thì là ok rồi mọi người nhá. Ở đây là đang vào trận mọi người nha. Thì em Hoàng này thành best scam, chuyên đi scam skill của mấy anh em Tây Long thì không biết thế nào mọi người nha. Rồi, ở đây em chọn ông này tên là Long Vũ nha. Con tướng này là tên là Long Vũ mọi người ạ. Đó, và nó đã ghép thêm. Ở đây em mới chơi thôi, mới bắt đầu tải con game này về chơi được có mấy trận thôi. Đấy thì thầy nồi chơi hai phết là thử test thử và review. Anh nhiều anh em không bảo em Hoàng làm game này. Đấy thì em Hoàng đây em làm luôn. Thì cái bộ phụ kiện em Hoàng đang sử dụng là máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 8 Ultra này. Em sử dụng máy tính bảng điện thoại Android để có thể làm được hết cho em nha. Tiếp theo em sử dụng là cái bàn phím K106 này, mọi người nhìn thấy nhá, bàn phím K106 mọi người nhé. Và con chuột Logitech G102 này, và đây là cái con Ninja 2 Pro vậy nha. Ninja 2 Pro thì con này rất là nổi tiếng rồi, rất là nhiều anh em yêu chuộng cái con này, rất là giá rẻ, thứ hai là dùng nó cũng khá là ok nha. Đó, và bây giờ em bắt đầu vào chiến nhá. Game này chơi thì nó, em thấy đồ họa thì nó cũng khá là giống cái game mà cái anh Bomman hay chơi ấy. Em không nhớ tên game gì thì anh em có thể comment xuống bên dưới cho em nhé. Anh em nào mà biết cái tên game ý thì comment xuống bên dưới cho em nha. Tại vì em không chơi cái con game đó nên là em không nhớ tên được. Anh em nào biết thì comment xuống bên dưới cho em nha. Cảm ơn cả nhà nhiều nhá. Rồi ok, bây giờ bắt đầu đi chiến này. Em Hoàng thì chủ yếu là game mobile là chính thôi, còn game PC thì em ít chơi. Đấy nên là hơi kém hiểu biết về cái game thì mọi người thông cảm giúp em nha. Rồi ok, thì cái con này nó có là skill dò đường mọi người ạ, skill dò đường lâu nhá. Thề mọi người đợi cái này lâu cực luôn đấy. Em dò đường nhá, đây có một thằng này. Ok chưa mọi người nhá. Ok mọi người nhá. Cái này là đặt bom mọi người ạ, em Hoàng đang ở bên cướp hay sao ấy. Ui, cầm súng này bắn tầm gần khỏe thế mọi người ơi, quay ra không kịp mọi người ạ. Ui, bốt nó bắn ghê quá mọi người ạ. Đây là cái con súng lục này này, lục này nó bắn đau lắm mọi người ạ, lục này bắn tầm xa thì nó bắn tầm gần khỏe lắm, bắn tầm gần nó tụp ấy, chết luôn đấy. Rồi ok, ở đây em mua AK mọi người nhá. Đó mọi người nhìn thấy chưa, nó có skill à. Skill này, đó, nó có thể khoe cả skill này. Đồ họa mọi người nhìn thấy có đẹp không? Đồ họa thì em thấy là cái con này nó chưa được tối ưu tốt cho dòng máy tính bảng lắm. Nhìn chơi cảm giác đồ họa thì đẹp rồi, đồ họa mobile như này cũng đẹp rồi. Nhưng mà để mà LED mà ok thì em thấy nó chưa được ok lắm. LED mà ok thì chưa ok lắm, nó vẫn hơi có một chút răng cưa nhẹ nhẹ. Đồ họa em thấy như thế này cũng tương đối ổn cho dành cho game mobile cả. Đầu luôn mọi người nhá. Ô thắng rồi. Ô thắng nhanh thế nhở. Vừa bắn được có một thằng người đã thắng luôn cả. Thôi ra em đẩy bom em đi đặt nhá. Em còn đẩy bom em đi đặt nhá. Vừa bắn được có mỗi thằng đã thắng thôi cả nhà ơi. Đấy, bắn cái con game này thì chúng ta dùng skill các thứ gì đó hai phết.
chúng ta kiểu dùng skill trước ấy, dùng skill trước để chúng ta dò đường này, mỗi con một con tường nó sẽ có một skill khác nhau. Con này của em thì là skill dò đường này, skill bắn lửa các thứ này đã. Skill cuối này em vào chưa dùng tí và sẽ dùng thử xem nó là skill gì mọi người nhá. Ok chưa? Rồi, nói chung là chơi game này thì hay nhưng mà mỗi tội là cái đợi cái thời gian đợi này là. Ui chết rồi. Ok. Hết shot luôn đúng không? 3 kills remaining. Nghe nhá, nghe nhá, nghe nhá. Bên phải có, bên phải có, bên dưới nhá, bên phải có này. Bảo kê nhá, bảo kê em Hoàng để em Hoàng đặt bom nha. Em một đặt bom nè, bảo kê em đặt bom mọi người ơi. Bảo kê em Hoàng đặt bom này. Ok nè. Ở kia. Kê bom, kê bom nhá. Sót luôn đúng không? Có thằng để ra. Ok nhá, thắng rồi mọi người ơi. Đấy. Ok chưa? Đặt được bom là ok mọi người ạ. Rất là easy luôn, nó có 3 Z này mọi người ạ. Game này chúng ta dùng chiến thuật khá nhiều nhá. Kỹ năng chỉ là một phần thôi nên là chúng ta cần phải đòi hỏi có chiến thuật nhá. À, chiến thuật combo các thứ. Nói chung là game này game chiến thuật. Sau này skill các thứ hay phép mọi người ạ. Cái này chúng ta cần phải dùng não rất là nhiều thì chúng ta mới có thể dễ dàng chiến thắng được. Không thì chúng ta kiểu chúng ta mua phụ kiện nó cũng không phải là chiến thắng 100% đâu. Chúng ta cần phải có não rất là nhiều nhé. Cái này chúng ta cần chiến thuật đứng đầu rất là nhiều nha. Ok chưa? Và tương lai thì em nghĩ chắc game chính thức của Riot khả năng là sẽ hay đấy. Hai phát hết shot mọi người ạ. Ui ba phát hết shot này. Đó ok chưa? Xem xem qua mọi người ạ. One enemy remaining. Round win. Nếu mà không cầm bom mọi người, nếu mà không cầm bom, ông bên kia cầm bom cơ. Ôi thắng rồi mọi người, thắng rồi cả nhà. Đấy, ok chưa? Rồi ok. Em tí em sẽ test thử cái skill này xem, nó là skill gì mọi người ạ? Em bảo chưa biết cái skill cuối là gì, mới tập chơi thôi, nên là chưa biết là các mặt tướng này chưa biết cái skill. Quẩy đây mọi người ơi, đó thì nó sẽ có hiển thị này, những cái con tường các thứ này ở trên đây này, 4-0 này mọi người nhá, đó ok chưa? Thì một trận của cái con game này em thấy nó khá là lâu rồi ạ, một trận con game này nó khoảng trên 10 phút một trận cơ, trên 10 phút một giao ấy, một giao đấu ấy, cái giao đấu của nó khá là lâu nhá, đây, thường ở đây có người này, ok chưa? Thường ở đây sẽ có người. Đây là không có múa có miết gì đâu mọi người. Đây là không có múa đâu, chỉ có bắn nhau với cả skill chiến thuật thôi. Bắn tần đầu thôi cả nhà nhỉ. Ông nào cầm bom đấy, đặt đi. Thắng rồi đúng không? Thắng rồi mọi người. Đó ok chưa, anh em thấy chơi nói chung là nồi chơi thì nó cũng khá đơn giản, nồi chơi thì nó rất đơn giản thôi, còn đâu chúng ta chủ yếu là vận dụng thế nào thôi mọi người. Game này thì chúng ta leo danh cao ấy, rồi bắt đầu bắn chiến thuật các thứ là em nghĩ rất hay đó. Leo danh cao bắt đầu bắn đấu chiến thuật, đấu trí rồi nghe tiếng chất chân, xong rồi thủ với kê, xong rồi công nữa, rất là hay. Đó, nồi chơi kiểu CSGO này thì chưa bao giờ là cũ đúng không, chưa bao giờ cũ cả, nồi chơi kiểu CSGO chưa bao giờ cũ luôn. Nào, chuẩn bị chiến mọi người nhá, ở đây sẽ có người này. Ok chưa? Đá thường thường là bot nó sẽ ra đá, ở đây danh của em danh hơi thấp nên là bản nó sẽ gặp hơi gặp nhiều bot mọi người nhá. Em một này, đặt bom đây mọi người nhá, đặt bom đây nha. Bên ngoài rất đông nè. Bên này mọi người. Ok kìa. Ủa sao tự dưng lại chết ta? À thắng rồi, em tưởng tự dưng lại chết thì ảo thật đó. Thắng rồi, quả là thắng vậy nha. Đó ok chưa? Đó, bắn đi, hiện tại nick em nó hơi thấp nên bắn mấy con bot rồi ạ. Còn đâu mọi người thấy chơi mượt mà đúng không? Ngon đúng không? Từ lúc chơi giờ không bị bắt chuột đúng không cả nhà? Đấy, chơi rất là mượt mà, rất là ngon và không bị mất chuột nha. Em đang ở Never Lab thôi, đang cố cày lên Never 10 để mở cái tính năng đấu hạng ấy mọi người. Một tính năng đấu hạng. Đó, đấu hạng. Chơi cũng mượt, không bị nát lắm.
mưa không nắng nào mọi người ạ. Đồ quả đẹp. Máy mát lắm. Anh em chơi game máy mát lắm. Máy mát lắm mọi người ạ. Vẫn còn à, vẫn còn à. Còn à, còn à. Từ 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 nhá, từ từ em đặt lại, em đặt lại. Cứu này sẽ cứu gì nhỉ? Bằng cái thử nhá. Ủa nó không cho dây chuột được, à đây dây được nè. À, dây bên phải được ạ, dây bên phải được. Thắng rồi cậu ơi, thắng rồi. Đấy, nói chung là cũng rất đơn giản nha, ETOA đã thắng rồi nha. Đấy, nói chơi thì cũng khá là ok thôi. Bây giờ đổi bên nhá. Khi chúng ta đã thắng ở cái bên đặt bom, người ta hay gọi là bên cướp đúng không? Còn bên chiếm bom người ta hay gọi là bên cảnh đúng không? Đó thì khi ta thắng ở bên cướp thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang bên cảnh rồi nha. Đó, bắt đầu chúng ta chuyển sang bên cảnh. Đấy, bên cảnh bên cướp ấy giống như kiểu đột kích ấy. Bắt đầu chúng ta này đi chiến tiếp rồi nha. Đó, ok chưa? Khi sau khi đổi bên thì chúng ta đi chiến tiếp rồi nha. Đó. Đó, easy luôn cả nhà nhá. Rồi. Tầm nhìn nha, em có cái skill này lấy tầm nhìn cho đồng đội khá là hay rồi ạ. 1, 2, 3 này, rồi chuẩn bị nào. Con này chắc là con sắp boss đúng không? Con này con sắp boss đúng không cả nhà? Con tưởng này chắc là sắp boss chứ lấy tầm nhìn thì lấy sắp boss này đâu nhỉ? Thì mọi người đợi cái thời gian mà để vào ấy, rất là đâu cả nhà nhé. Ok nhá, headshot này. Em sợ mấy cái khẩu lục thôi, lúc đầu này, mấy lúc đầu này. Sợ mấy cái khẩu lục to đùng này, đấy, cái khẩu lục này. Nó bắn tầm gần thốn lắm, tầm xa thì không sợ. Tầm gần nó bắn thốn cực. Khu A đâu rồi ta? Đang khu A này. One enemy remaining. Chạy ra khu B nhé, xem có đặt bom khu B không? Ừ, như đặt bom khu B đúng không? Không có ai mà cả. Bom của nó rơi đâu vậy ạ? Bật ở nhà đầu kia, ở khu bên kia, mọi người, khu bên kia. Móc lần này nhá, như bạn nhau đầu này sao này. Đang thu hồi này, à đang gỡ bom này, mọi người. Ok, đấy em nhìn bản đồ nó chưa quên lắm ạ, nhìn bản đồ chưa quên. Chắc mấy ông kia đang gỡ bom rồi ạ. Mấy ông kia đang gỡ bom. Rồi, em tiếp tục đấy, nói chung là anh em thấy chơi một trận này lâu phết đúng không? MVP này. Ủa, thắng luôn rồi à? Thắng luôn rồi cả nhà ơi. Được có một trận cướp và một trận cảnh thôi à. À, thế cũng nhanh, mất khoảng hơn 10 phút. Mất khoảng hơn 5 phút chứ. Rồi, ok. Đó, thì anh em thấy chơi cái con game này em thấy nó cũng khá là ok đúng không? Anh em thấy chơi cũng ngon đúng không? Mượt mà không bị mất chuột đúng không? Thì hy vọng là sắp tới là bên Riot nó sẽ ra con game mới. Thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta chống hack nó tốt. Đấy, hỗ trợ chống hack, chống cheat nó tốt. Để chúng ta có một cái con game FPS mà vừa chiến thuật, mà vừa chơi, mà giải trí. Nối chơi các thứ đại nhanh. Đấy, thì game này nó kiểu như là CSGO ở bên điện thoại ấy mọi người nhỉ. Đó, nên là anh em có thể là tải cái con game này về để trải nghiệm xem chơi nó như nào nhá. Em Hoàng chơi thì thấy nó khá là đã, khá là ok nha. Thì không biết là mấy nữa em nên được đấu hạng ấy. Mấy nữa em nên cấp 10 này thì mở đấu hạng ấy thì không biết là như nào. Đó, thì hiện tại đang cúp 5 mọi người nhá. Rồi, cảm ơn cả nhà xem cả nhà, bye bye nhá. Anh em mua phụ kiện chơi game bàn phím mà chuột hay những cái con loại game khác thì mọi người có thể đặt hàng giúp em nhá. Cảm ơn cả nhà nhiều nhá. Bye bye nhá. Liên hệ bên em nhá, liên hệ Zalo nhá. Bên em sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em chọn được một cái bộ phù hợp tùy thuộc vào cái những cái tựa game và những máy của các anh chơi nhá. Bye bye cả nhà nhá.